Vâng, Tây Audio Ninh Bình xin gửi lời mến chào đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, để trở lại với clip hôm nay, Tây Audio Ninh Bình thực hiện là một bản test, test lại một con đẩy Crown Macratech với model 2400 hàng bãi của Mỹ do Mỹ sản xuất, được thiết kế điện từ 100 đến 120V trước khi gửi tới cho anh Nguyễn Bá Đợi có địa chỉ ở thuộc Cẩm Phả, Quảng Ninh. Vậy mọi nhu cầu về mua sắm để sở hữu những cặp loa cũng như những dòng cục đẩy Crown nhiều model khác nhau, những con 2004, 3006, 6000 vân vân và những con QSC, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tây Audio Ninh Bình theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết hơn, hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại đã nói trên. Và bây giờ mời anh Nguyễn Bá Đợi cũng như quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một bản nhạc để kiểm tra thông số kỹ thuật của cục đẩy này trước khi gửi tới cho anh Nguyễn Bá Đợi. Thank you.
Vừa rồi chúng ta đã thưởng thức những bản nhạc đàn guitar do Nhớm cùng đẩy cờ rao cũng như những cặp loa với modem SRX525 thực hiện với chất âm để test lại những cục 2400 trước khi gửi tới cho anh Nguyễn Bá Đợi. Và bây giờ thì audio xin được dừng clip tại đây. Mọi nhu cầu về mua sắm để sở hữu những cặp loa cũng như những dòng đẩy của Mỹ, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tị Audio Ninh Bình theo số điện thoại đã nói trên hoặc kết bạn Zalo để được cung cấp thêm về hình ảnh nhiều nhớ model loa khác nhau của Mỹ do Mỹ sản xuất.